chỗ các bác bên này. Bây giờ chuẩn bị đâu? 9 giờ rồi, mấy phút rồi phải đi. Hoa giấy mấy tiền nhỉ? Hoa giấy rất rẻ mà. À, cứ báo cho anh em. Phải 8 triệu. Giấy tím 8 triệu. Có cây gì nữa không anh? À đâu? À đây. Đây là bao tiền anh? Đó, anh mang theo khách. À mang khách. À hôm rồi thấy ông ấy, ông hỏi anh. Hỏi cái đa này trên Zalo á. Ông không gì nhỉ? Tiền bố tiền. 7,8 triệu. Ở giấy. Rực rỡ. Cho cái poster đi qua cái này. Chợ. Hoa này. Mưa đang rất là mưa đây. Đang mưa. Vâng, anh cứ ngồi đi. Đứng đây ướt đấy. Em mặc áo mưa rồi. Trước. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Trước. Có khách. Không nào ấy. Trước. Xuân trước hay định không bán hàng? Không bán à? Hay quá nhỉ, không bán à? Hay là bán rồi không biết. Đấy, đang quay cái hoa giấy tím. À, phải, thích thì phải chạy lại kia hỏi à? À hay đấy nhỉ. Phong cách đấy, hôm nay phong cách đấy. Mọi khi thì quay cái độ chi tiết của cái cây này xem các bác xem nhé. Nó được cái nó hoành tráng ở cái chỗ nó to và cái hai nó nhiều hoa và nó nằm chậu cũng lâu rồi, còn cái độ chi tiết của nó thì ta chưa bàn tới. Đấy các bác, nó như vậy. À đấy à. Trước thì quay nhiều nó cũng được các bạn, khá là ổn. Thì quay nhiều thì khôi. Mưa gió này thì quay xem chợ hôm nay có gì thôi, chứ còn giá cả thì khó hỏi lắm, không chú mưa trong kia hết rồi. Chắc quay 1-2 video rồi té. Chim cút còn đi làm thôi, cứ lang thang này mãi để làm gì đâu. Mưa gió này khổ. Nhìn lang thang. Hả? À, cây đây này. Đây ông này thì lại tách cho làm ba mai rồi đây. Nó khó là nó là hàng đất nên nó rất khó. Hoặc là có chậu thì chậu cũng mới. Nên là nhìn ra một cái
chân nó tất nhiên nó có chất liệu nhưng nó cần nhiều thời gian hơn nữa. Đất lên hàng bãi đứng lên thì nó chăm nó tất nhiên cây nào thì cũng từ hàng bãi mà lên thôi, nhưng mà cái thời gian để nó côn cốt chậu thì nó lâu, thứ hai là nó rất là nó non ấy, và nhiều khi nó dễ bị cháy đục biếc, nó hơi nhạy. Chứ cái hàng mà chậu khô ấy, các bác đục thoải mái đục tét bô không có vấn đề gì, cái hàng dưới đất lên đục thì dễ gặp con tèo lắm. Để lên trên này xem. Ui, về rồi anh. Đấy, bè rất là ác đấy. Nhưng mà tôi chơi vừa thôi. Trước bảo là hạ cái gầm này xuống là cái ba vai, bỏ nguyên cái mảng theo cái gầm này tay hơi vướng này. Theo ý tưởng của một bác chơi thì khá là tinh nhé, một tiếng đi đâu mà xuống mỗi một tí nó làm cái ba vai hay và nó không bị đập phần kia. Vừa bay bay đúng không ạ? Tuyền đang quay ở đây. Bà nhớ chú lắm. Ôi ôi. Chú đang gọi bên Trung Quốc về à? Vâng, chú đang ở nước ngoài hay là ở Việt Nam? Đây rồi ạ. À? À, cổ này thì hơi toang. Quang thật rồi, vu em à. Quang thật rồi. Vâng, rớt thì đang ở đây cho anh đó em. Đó là hàng già và khô, khá là khô rồi. Hai chục thì sợ bằng chục, quất. Mai, khô khô quá. Cái gần rất là nhiều, chắc chỉ vài triệu cây thôi, còn dưới 3 triệu cây ở đây nó còn gian nan lắm. Chép thì không ngồi, cứ ngồi xuống ướt hết quần. Thịt, có hai cái thịt, có hai gốc thịt. Thịt quả thì bắt đấy. Không phải thịt, ở đây ba gốc. Cái thị thơm ấy, thị tấm cám ấy. Khai thác. Thế những cái cây thị mà làm mà thành tán rừng thì làm rất là đẹp. Nó da nó đen, thứ hai là lá nó cái tay cảnh của nó rất là hợp với tán rừng. Thị. Cái cây rừng cảnh hôm trước đây, hôm nay sẽ để chắc phải bán cho người khác để bán lại. Cứ loanh quanh thôi. Nếu mà cái nào mà vượt được đi xa thì đi thôi, còn đâu là bác nào thấy khả thi hoặc thì đẩy nó lên thì lại giao lưu lại. Đó. To đấy, hai người kia. À, hàng này giống hàng của Minh Kiện. Tôi hơn chút cũng cùng một cái mẹ để ra đấy đấy tinh hết này, chủ nhân là ai không biết, giờ đi tìm chủ hơi khó, không biết cây này của ai. Cây của em đấy à, thế
bao tiền cái này này? Cái này 15 triệu. 15 triệu. Già đấy. Già. Cùng với lứa của bác Kiện bác hay bán đấy. Thì chả biết là nó ở cái vùng nào nó ra. Đều biết chảy. Nhưng mà cây cành thì tính nhiều. Ok rồi. Thôi đi làm. Buổi trưa nếu mà rảnh thì lại quay lại bác nhé. Cứ lẩm bẩm một mình buổi trưa. Cảm ơn các bác nhé.